Đến hai lại lên, chào mừng tất cả anh em đam mê lịch sử đến với hồi ức thời chiến. Kênh chuyên kể những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, trong chiến tranh Việt Nam, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay cả trong lòng địch. Để các tổ tình báo xuất sắc nhất của quân đội ta hoạt động, họ đi hiên ngang giữa lòng kẻ thù để mang về những thông tin quý giá nhất giúp cách mạng đi đến thành công. Một trong số những tình báo nổi tiếng vào thời kỳ đó phải kể đến nhà tình báo lỗi lạc Phạm Xuân Ẩn. Ông được biết đến là một điệp viên siêu hoàn hảo, là nhà tình báo vĩ đại khiến bao kẻ thù phải nể phục. Thế nhưng ít ai biết được rằng nhà tình báo lỗi lạc đó có một sở thích rất đặc biệt, đó là nuôi chó. Ông có nuôi một chú chó Berger tên là King. Thời ấy ở Sài Gòn, người ta đã quen thấy một nhà báo chuyên viết chiến sự tự lái chiếc xe hiệu Renault và luôn chở chú chó đi khắp nơi. Và ai cũng không hiểu vì sao ông Ẩn lại đam mê và yêu chó đến như vậy. Vậy rốt cuộc tình báo Phạm Xuân Ẩn nuôi chó nhằm mục đích gì? Chú chó vệ sĩ này có giúp gì cho ông trong hoạt động luồn sâu giữa lòng địch hay không? Tất cả anh em hãy cùng hồi ức thời chiến đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, từ khi những chiến công của thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn được công khai, chúng ta đều đã biết ông là một điệp viên lỗi lạc của ngành tình báo Việt Nam. Giáo sư người Mỹ Laurie Berman trong tựa đề cuốn sách nổi tiếng của mình đã gọi ông Ẩn là điệp viên hoàn hảo. Với vỏ bọc là phóng viên cho những hãng thông tấn nước ngoài, từ hãng tin Reuters rồi tạp chí Time, ông Ẩn có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều nguồn tin quý giá, từ các quan chức hàng đầu của chính quyền, các tướng lĩnh cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Mỹ. Nhờ đó, ông đã gửi về cho Tổng hành dinh gần 500 báo cáo, tài liệu hết sức quan trọng. Các tài liệu của ông Ẩn gửi về được cho là sống động và tỉ mỉ đến mức người ta kể rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi đọc đã reo lên: "Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Lầu Năm Góc." Khi nguyên bản toàn bộ kế hoạch về chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ được chuyển ra Hà Nội, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã biểu dương cơ quan tình báo quân sự và coi đây là chiến công có tầm cỡ quốc tế. Những bản báo cáo của ông Ẩn được đánh giá là đã giúp ban lãnh đạo hiểu chính xác người Mỹ, từ đó đề ra đường lối chiến tranh phù hợp. Những tài liệu mà ông gửi về có thể kể đến như chiến lược chiến tranh đặc biệt, tài liệu ấp chiến lược, kế hoạch Staley-Taylor, các kế hoạch liên quan đến chiến lược chiến tranh cục bộ, phục vụ chiến thuật cho cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, các tài liệu liên quan đến chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Nói về tính cách thì Phạm Xuân Ẩn là một con người đầy nhân cách, đầy tính nhân văn. Ông kết thân bằng hữu được với tất cả mọi người, không nhất thiết là cùng quan điểm chính trị hay cùng chiến hào. Không có ranh giới người cấp cao, ông không phân biệt chức danh, vị trí trong nhà nước, chính quyền hay quân đội, cơ quan an ninh. Với Phạm Xuân Ẩn, trong tình bạn không có sự phân biệt sang hèn, bạn là bạn. Bất cứ người nào cũng có thể trở thành bạn của Phạm Xuân Ẩn. Bởi vậy mới nói, ông có đẳng cấp của một nhà tình báo chuyên nghiệp, đó là làm thân và nắm bắt tâm lý được tất cả mọi người. Ngoài ra, khi tìm hiểu về ông, người ta còn phát hiện ra Phạm Xuân Ẩn còn có một sở thích rất đặc biệt và cũng chẳng giống bất kỳ nhà tình báo nào khác, thật đặc biệt và cũng rất bí ẩn. Phạm Xuân Ẩn thích ba con vật: chó, chim và cá. Ông yêu ba con vật đó như những người bạn, mỗi con vật được ông nâng lên thành một triết lý. Khi đó, người nuôi chó số 1 Sài Gòn Nguyễn Văn Lãng đã quen biết với ông Ẩn từ những năm 1961. Sự quen biết đó bắt đầu từ những con chó. Ông siêu đẳng hai thứ, vừa chó vừa chim. Ông Lãng quả quyết, còn chuyện chơi cá của ông Ẩn thì ông Lãng coi không ra một ký lô nào. Ông coi trọng ông Ẩn là coi trọng hai thứ đó. Mặc dù ông biết ông Ẩn là nhà báo Mỹ, chơi toàn với thú dữ, tướng lĩnh, chính khách nào cũng thân quen. Thời đó, Phạm Xuân Ẩn khi ra đường thường dắt theo một con chó Berger to lớn, giống chó rất đắt tiền. Nhưng ông nuôi nhằm mục đích gì thì không phải ai cũng biết. Vậy thì anh em hãy cứ thử hình dung một người trí thức, ăn mặc đàng hoàng, đúng thời trang, dừng chiếc ô tô bên lề đường. Ông bước xuống xe, đưa tay mở cửa sau, con Berger phóng ra, ông cầm sợi dây ra, xích cổ con vật rồi cùng nó đi trên hè phố. Ai dám nghĩ đó là một cán bộ tình báo Việt Cộng? Bởi vậy, chú chó vệ sĩ đã giúp ông Ẩn tạo ra một vỏ bọc là người có sở thích ăn chơi nhất Sài Gòn, không ai có thể nghi ngờ được. Điều bất ngờ hơn nữa là con chó ấy biết nghe theo sự điều khiển bằng tiếng Pháp. Có hôm, tại nhà hàng Victory trên đại lộ Hàm Nghi, sau khi trao đổi, bàn bạc công việc xong, ông Ẩn rời bàn đứng dậy đi trả tiền nước. Con chó từ nãy đến giờ nằm im dưới gầm bàn, vốn đứng dậy đi theo chủ của nó. Ông quay lại ra lệnh: "Restella, đứng lại đó." Con Berger dừng ngay tức khắc. Trả tiền xong, ông Ẩn trở về bàn, con chó cũng quay lại đi theo ông. Ông lại ra lệnh: "Colchetoy, nằm xuống." Con vật dễ thương chấp hành ngay, nằm khoanh dưới bàn. Thực khách trong nhà hàng, nhiều người rất ngạc nhiên, thích thú. Có lần nhà báo Tư Cang hỏi ông Ẩn đã huấn luyện chú chó như thế nào. Ông kể: "Con chó này là của một quan chức cao cấp bên Pháp tặng cho tướng Nguyễn Cao Kỳ, lúc ấy giữ chức trưởng ban hành pháp, tương đương thủ tướng chính phủ Ngụy Quyền. Biết con chó quý, tôi bàn với tay quản lý chó trong dinh độc lập, anh hãy làm cho nó ốm đói, ghẻ lở, xấu xí rồi đề nghị thanh lý cho tôi sẽ không để anh thiệt." Và thế là con chó thuộc về tôi. Những đêm ông làm báo cáo bí mật, con chó nằm dưới chân, nếu có động tĩnh gì, con chó thính lắm.
cảnh sát đi khám sổ gia đình, cảnh sát đi khám sổ gia đình, hộ khẩu. Ban đêm giờ giới nghiêm ngoài đường, cách gần cây số nó nằm yên nghe. Lấy chân khèo khèo báo cho chủ. Ban đêm khi ông chụp lại các tài liệu, bản đồ dưới ánh đèn 500 watt che kín. Nếu có tiếng chó sủa, tức là có ai đó đi bên ngoài. Những đêm Mỹ ném máy bay B-52 giải bom ở xa tận ngoài chiến khu, rất rèn rung rất nhẹ nó đã sủa khi chưa ai cảm thấy. Mãi sau khi nghe nó sủa rồi, cố để ý mới thấy cửa rung. Con chó thường ngồi sau xe. Có lần tôi trao đồ cho người liên lạc, bà khừng lại sợ quá vì thấy con chó. Khi ông vào nhà hàng, ông thường vào các nhà hàng Broda, Grivel, Continental, nơi tập trung những giới báo chí, quan chức, dân biểu. Con chó được lệnh ngồi chờ ở ngoài xe. Nó có thể tuân lệnh ngồi yên như thế chờ đến 1, 2 tiếng tới khi ông chủ ra. Nếu được vào nhà hàng, nó chui nằm yên dưới cầm bàn. Hẳn là nó quá ấn tượng với đám bạn làm báo hồi đó. Đến nỗi nhiều năm sau này, khi Sài Gòn giải phóng, họ trở lại thăm ông Ẩn, làm các cuộc phỏng vấn như ta đã thấy trong miêu tả của họ. Bao giờ bên ông Ẩn cũng có hình ảnh con vật thân thiết của ông. Morley đã tả lại kỷ niệm cũ khi tiếp xúc với ông Ẩn ngày xưa ở nhà hàng. Cái mõm đen của con chó thò ra khỏi ầm bàn, im lặng khi chủ của nó đang nói cười. Và hình ảnh gặp lại ông Ẩn ở Sài Gòn sau hàng chục năm cũng có Ẩn và những con chó thân yêu của anh ta. Kết thúc bài viết cũng là Ẩn giơ cánh tay xương dài, vẫy vẫy từ biệt cùng với tiếng chó sủa theo chúng tôi ra ngoài con lộ. Ngày Tết, đám bạn bè và quan chức thường mừng rỡ nếu thấy chàng ký giả vốn rất Mỹ này lại khăn đóng áo dài dẫn bác Jay đến chúc Tết. Ông nội đài láo, đám bạn bè trêu chọc bình luận, nhưng Ẩn bảo không đi với vợ mà đem con chó bác Jay theo là hên. Quả đúng là vậy, dân gian vẫn thường có câu mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu, nên ông Ẩn mới khéo léo dắt chó đến nhà bạn bè ngày Tết. Ngoài ra, con chó cũng giúp Phạm Xuân Ẩn mở ra nhiều mối quan hệ thân thiết có ích trong công việc tình báo của ông. Ông thân với Đỗ Cao Chí, tướng nằm vùng 3 chiến thuật, vùng Sài Gòn và Đông Nam Bộ, cũng qua con chó. Chả khoái Black Jay, đi chợ chó luôn, cố vấn Mỹ mua cho chả 3 con, 2 đực, 1 cái, nhưng đẻ con ra không đẹp, ông xin giống từ con chó của tôi. Nó nhảy, đẻ con rất đẹp, ông nào thích thì cho giống, với giá 100 đô một lần nhảy. Có khi tôi đem chó con đến biếu những người giúp đỡ mình, họ mừng lắm. Lance Dale, phụ trách phái bộ quân sự Sài Gòn, trong đó có hoạt động của CIA, cũng nuôi một con chó. Ông ta nhìn phản ứng của chó để dò xét người khác. Lance Dale cho rằng những người không có tà tâm thì chó của y nằm yên lặng, người nào con chó nó dòm chừng thì có vấn đề dối tà tâm gì đó. Theo ông ta, con chó nó đánh giá được. Có lần ông Ẩn bảo, mỗi lần tiếp tôi, anh để chó ớn lắm. Anh nuôi chó mà lại ớn chó sao? Nó cũng canh chừng, nó dòm cảm tình thì tâm địa tốt. Lance Dale lại giải thích. Ông Ẩn bảo, đâu có nhất nhất như vậy. Có con nhảy có con không, sủa tầm bậy vu vơ, chẳng có sách nào dạy cái đồ này. Bây giờ ông Ẩn vẫn nhận xét thế. Nhưng theo ông, trong nhà phải nuôi 3 con vật, con chó trung thành, con có thể chê cha mẹ khó, chứ chó không bao giờ chê chủ nghèo. Con chim thì nhảy hoài, nó tiêu biểu cho sự bận rộn làm việc suốt ngày, không làm biếng. Còn con cá thì dạy sự khôn ngoan, im lặng, không nói nhiều mà suy tư. Ông nói đùa, không nên làm nghề xuất nhập khẩu, bệnh do khẩu nhập họa, do khẩu xuất mà. Có lần, sau khi lấy được và gửi về trên một tài liệu rất quan trọng về ý đồ chiến lược của đế quốc Mỹ đối với Việt Nam, cấp trên thông báo tặng thưởng cho Phạm Xuân Ẩn một huân chương chiến công hạng nhất. Tư Cang báo tin vui ấy cho Phạm Xuân Ẩn bằng giọng rất cảm động. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi cảm ơn sự quan tâm của cấp trên đối với tôi, đó cũng là trách nhiệm của tôi mà thôi. Ngưng một chút, giọng trầm hơn, nhưng cuộc chiến tranh còn dài, đời người cán bộ tình báo biết bao giờ mới có cơ hội để đeo tấm huân chương cao quý ấy. Vở kịch còn đang diễn, màn chưa hạ. Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, Phạm Xuân Ẩn được Đảng, nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được mời ra thủ đô để dự lễ mừng chiến thắng và được gặp gỡ nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, quân đội. Được tin này, giới báo chí phương Tây, trong đó tất nhiên có nhiều người là nhân viên tình báo quốc tế đã từng đến Sài Gòn, vô cùng sửng sốt. Phạm Xuân Ẩn là tình báo của Việt Cộng ư? Thật không thể tin nổi. Mọi thứ xung quanh ông, đến cả chú chó cũng đều là ẩn số. Phạm Xuân Ẩn, tên người như tên đời, ông Ẩn quả tình là ẩn số. Anh em thân mến, như vậy chú chó Black Jay đã giúp ông Ẩn trong nhiều hoạt động tình báo của mình. Từ việc tạo vỏ bọc làm một phóng viên, một tay chơi xài thành nổi tiếng, cho đến tạo dựng những mối quan hệ thân thiết với những kẻ máu mặt đứng đầu Mỹ ngụy, giúp ông thu được những tin tức quan trọng phục vụ cho cách mạng. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.